Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của Năm Mấy Cây nha. Hôm nay là sáng thứ sáu cuối tuần. Đó, hôm nay mình có mấy anh khách ở ngoài Ninh Thuận. Đây, Ninh Thuận. Có một anh thì ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Anh thì ở Ninh Thuận vào để xem máy, cũng là đi chung một máy luôn. Xem cái máy 2160. Qua vừa 17 giờ là đã đến nơi rồi. Đến thì mấy anh cũng đang tham khảo máy, quyết định lấy con 2160. 60 mã lực. Đây là anh em kỹ thuật đang còn kiểm tra và hướng dẫn cách thức vận hành cho anh Nhi. Hướng dẫn Thanh, hướng dẫn vận hành cho anh luôn nhá, hướng dẫn cho anh cách vận hành luôn. Anh Nhi lên đây kỹ thuật em hướng dẫn cho anh cách vận hành trực tiếp đấy luôn. Điện ngang tắt ngang tắt không? Khỏi bật ra không? Mình phải bật cái này, mình phải phần cái này mới có điện luôn đây. Cái trên kia thì bật bật để vậy luôn, mình chủ yếu tắt ở dưới này thôi. Tắt mở là đóng, tắt mở ở dưới này thôi. Mình mở hết rồi chỉ cái tắt ở dưới. Đúng rồi. Đèn đèn sau thì công tắc ở ngay đây. Đó, tắt mở sau này luôn. Đó, lúc nào mình đi cày đi kéo như ban đêm thì mình dùng cái này. Buổi tối nó sáng lắm, đèn buổi tối nó sáng lắm, khai trương luôn. Quý mày muốn mà cha tao có cày bút chó mà vô tiếng lùi xe mình đây đi là vô đi. cần cân số cái này là cái ba tầng. Đây là thả về rùa này đúng không? Dạ, thò tầng này, nhanh. A rùa này, tầng chầm này, tầng chầm là tầng đáy tớ vừa đúng này, không? Không, đây đây đang mo này, đây là đang mo này. Đừng mà. Đó, anh muốn đi tầng chậm á thì anh đẩy tới. Đúng rồi, đẩy tới. Còn mà tầng trung nó có tầng trung nữa. Anh ép vào bên này anh đẩy lên là đẩy tầng lên trung. Trung. Dạ, còn đẩy xuống là tầng thọ. Tầng thả nó là tầng nhanh á. Tầng nhanh, đúng rồi. Rồi kể giùm ma này giùm dạ, bình thường. 3 tầng 4 số rồi. Là nó có 12 tiếng 12 lùi. Rồi. 12 tiếng 12 lùi đồng tốc nha. Rồi. Anh chạy mấy máy kia thì khoảng tầm 8 tiếng 8 lùi đúng không? 8 tiếng 4 lùi. Đó, con thằng này 12 tiếng 12 luôn, nó có 3 tầng. Cũng giống thằng kia thôi, nhưng mà thằng này 3 tầng. Thằng này dạ, vì sai là mình giảm xuống là mình sử dụng vì sai, nhưng mà lúc mình sử dụng vì sai là lúc mình phát lầy hay gì đó, nhưng mà mình đúng sử dụng vì sai á. Nhưng mà cái thằng này là mình hiểu rồi. Dạ, nhưng mà mình không có được có đánh lái, không có cứ mình cứ để lái thẳng. Biết rồi. Cứ giảm vì sai xuống mà cũng chỉ có xe đồng tốc với nhau. Rồi cái lên không từ đó không được bẻ lái nha. Dạ. Lưu ý không được bẻ lái khi dùng vì sai. Trường hợp nào thì nó dùng vì sai? Trường hợp lầy, mắc lầy đó. Một cái mắc lầy một bánh nó quay, một bánh không quay là mình phải giảm sai. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Còn bên này, đây bên này Nhi, bên này nè. Anh Nhi thấy được bên này không? Đây, bên này là cái này là cần, cần này là cần gai cầu. Gai cầu 2,4. 2,4. Anh đi sau này thì anh chỉ đi một cầu thôi. Anh đẩy về trước là hai cầu, gọi là 2 bánh với 4 bánh. Đó, kéo về sau. Anh nhớ nha, lúc nào dùng trường hợp này dốc lớn dốc nhã rồi. Dạ đúng rồi, mình đi cày thì kéo nặng thì bắt buộc phải là dùng hai cầu thôi. Còn không nữa thì mình chạy trên đường mình chỉ dùng một cầu thôi. Đó, cho nó nhẹ máy. Dạ. Mắc lời mắc lúng mà nó gài cầu thôi. Đúng rồi. Một cầu. Đó. Vô không, không, nó không có tầng giữa đâu, nó có đóng hoặc mở thôi. Chứ nó không có tầng giữa. Và cái tầng giữa là tầng không. Không không, nó không có mo đâu. Đó, anh chỉ có vậy hoặc là vậy thôi. Một cầu hoặc hai cầu thôi. Như vậy là hết cỡ đấy đó. Dạ. Nó chỉ cho vô cầu với ra. Vô cầu là vô với ra thôi, chứ nó không có mo. Dạ, chứ không phải giống thằng này. Thằng này nó có ba cửa tiếng lùi này. Dạ, đây là mo. Còn thằng này thì không, anh đóng hoặc mở thôi. Nhớ là đóng hoặc mở thôi nhá, không có cái cửa mo nhá. Còn đây là cái cần điều khiển thủy lực. Điều khiển thủy lực. Điều khiển thủy lực cho hai cái cổng chờ thủy lực ở đây nè. Lúc nào anh dùng cái điện thủy lực thì dùng thao này. Đấy, có cổng chờ thủy lực đấy. Đúng rồi, lúc nào mình rồi, dùng thủy lực pin ủi rồi gì. Dạ đúng rồi. Anh sử dụng tới thì bén ủi hoặc là dùng thủy lực cái gì đó. Còn cái cần dưới này, đặc biệt cái cần dưới này. Cần đây là cần điều khiển PTU. Số sới. Số sới. Số sới thằng này nó có hai cấp, một cấp là phụ thuộc vào hộp số, một cấp phụ thuộc vào tua máy.
được cái đá cái cần đá hao quên á. Đây không có có ho ghi rồi đấy. Sáo được chứ, không cài chốt cho nó sáo. Đấy có cái nó ho ghi đấy anh nhé. Chỉ có PTU không á. Là anh đi sới đất hoặc dùng máy quấn rơm. Là kéo lên. Sới đất hoặc dùng máy quấn rơm. Còn cái đẩy về phía trước hết cỡ á thì nó phụ thuộc vào hộp số là lúc nào anh đi kéo móc á. Là để đồng tốc với cái số móc á. Là mới đẩy về phía trước thôi. Còn anh đi làm việc khác á thì anh chỉ kéo ra sau. Như này á là được. Khi mà anh đi sổ sới này á thì anh phải là kéo cái côn tay này lên, cắt côn. Đó, côn đó là côn sới. Mình cắt lên vậy. Xong bắt đầu mình mới vô sổ sới nhá. Để cho nó khỏi giặc chứ mình vô mình không kéo cái này lên á, mình kéo nó lên trước rồi mình mới vô xó. Đúng rồi, cắt côn cho nó cái đã. Đây em bấm cái này xuống này. Đây, rồi đẩy xuống đó. Đó. Nhớ là nhà chúng châm nhá, chúng phải nhà nhanh vậy đó, nó giống kiểu con chày mình mà. Mình nhà châm thì nó êm. Còn cái này là con chày. Nhớ lưu ý cái này nha anh nhé. Mình đi sổ sới á thì mình số phải đi cuộn rôm này đi ra sau, còn số móc là đi ra trước. Đây ra trước. Rồi. Cái đẩy ra trước á là nó sẽ phụ thuộc vào hộp số. Anh chày nhanh thì nó chày quay nhanh, anh chày chậm nó quay chậm. Anh đi tới nó quay tới, anh đi lui nó quay lui. Là đẩy về phía trước. Rồi. Nó phụ thuộc vào hộp số. Rồi. Đó. Cho nó dễ hiểu. Dạ, băng cơ hết. Rồi. Mọi thứ băng cơ hết. Đầu coi như là mình chạy thử. Đó, hay là anh Nhi lên ngồi rồi trả lời lại cho em những cái mà em vừa mới chỉ cho anh coi. Đâu. Để mình phải ôn bài lại bài chứ. Thằng đây là thằng Tây này đúng không? À, chính xác. Thằng Tây. Thằng này thằng Tây, thằng đây là coi như là cái gì? Phần động tóc gì? Cậu. Vừa mới nói xong rồi thì bốn bánh với hai bánh. Mình nhớ bốn bánh với hai bánh tức là một câu với hai câu á. Câu trước. Rồi. Đó, con thường mình chạy mình phải đi hai câu thôi. Thằng này là đi một câu thôi. Đó, chứ không bình thường không á. Lại chạy lui thôi. Đi đến đường là mình đi một câu thôi, còn đi xuống ruộng mình. Cái này không cần á. Mình ma như gì lên nó không có chạy hai bánh hay hả? Không, như này là nó đang anh đang đi bốn bánh này. Anh thấy phía trước với phía sau thôi mà nó đâu có chùm nơ phía giữa đâu, nó đâu có mó đâu. Đây. Là anh chỉ có đóng hoặc mở thôi. Đây là coi như là chạy bình thường. Chạy bình thường. Đúng rồi. Không gài cầu. Đúng rồi, lúc nào gài cầu. Lúc nào gài cầu. Lúc nào mà lúng mà lên dốc rồi keo là mình gài cầu liền. Đây thôi. Rồi. Vậy là ok. Đẩy cái gì? Vậy là ok. Rồi. Còn không xò qua chỗ đó rồi mình trả lại. Em thấy số nhà em á đâu năng lắm đâu. Đầu con thằng này là tiến lùi. Đúng rồi, tiến lùi. Tiến lùi. Thằng này là số. Dạ. Số mấy? Đúng rồi, cái 1, đó 2, là số 9. Số 9 đó, căn số 9 1 2 3 4. Tầng này là tầng tháo về rùa. Là chạy nhanh nhanh chậm. Dạ. Vừa. Tầng trúng đấy. Đúng rồi. Tầng ngang pin. Đúng rồi. Muốn cái tháp thì muốn chỉnh bao nhiêu thì chỉnh. Đúng không? Thằng này đi xuống là chỉ cái dùng cái thằng này là pin lên pin xuống đúng không? Thằng này là bên lên bên xuống 9 nhỉ. Bên lên bên xuống 9. Còn thằng này á, thằng này là lúc anh đi cày á thì dùng thằng này. Còn bình thường thì anh để ở giữa này là được. Rồi bình thường ở giữa này. Dạ, bình thường để ở giữa. Còn mà lúc anh đi cày á thì anh mới dùng cái này. Cái này để điều chỉnh độ sâu ăn sâu càn của cái dàn chảo mình phải sâu á. Còn thằng này là coi như là bây giờ là đỡ giữa. Dạ, đi, anh nếu đi sới đất với quần rơm thì anh để ở giữa thôi. Rồi, thằng này là pin lên pin xuống. Dạ, bên lên bên chuồng chính. Thằng này là sai. Dạ, đẹp sai. Đúng rồi, vì sai. Khi lúng lại là coi như phải đẹp sai. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Con cái lưu ý đặc biệt khi dùng cái vì sai này là sao bác nhỉ? Là một bánh đang lúng, một bánh không lúng là mình phải đẹp sai xuống là coi như là bánh lúng nó sẽ bói táo. Đúng rồi. Rồi là hỗ trợ để mà vượt lấy đồ này kia đấy. Nhưng mà một lưu ý đặc khi đẹp vô là phải gài cầu. Dạ, bè cầu. Đúng đó. Rồi, gài cầu. Rồi lưu ý đặc biệt nữa. Lưu ý đặc biệt nữa là gì? Sao? Lưu ý đặc biệt khi dầm cái đó nữa là gì? Khi dầm vì sai á, khi dùng vì sai á. Là không được lái nhất tay lái đi đâu hết. Phải để lái thẳng. Gọi là để lái thẳng. Đúng. Không bẻ lái. Bẻ lái là nó phải nhau. Lui cũng vẫn vậy luôn. Đúng rồi. Bất kỳ thế nào vậy. Ná để trường hợp quê khỏi lại khỏi lúng. Rồi lại từ nhà cả đó lên. Nguy hiểm là mình để ra. Dạ dạ đúng rồi, chính xác. Chờ. Nhớ bài quá tốt. Con cái đèn này là đi em. Đúng không? Đèn lên để bật đâu nè. Đó là đang bật đó. Đi coi. Coi. Tắt quá rồi dạ, đúng rồi. Đây là con tắt.
À, công tắc đó là công tắc của cái đèn ưu tiên. Đèn ưu tiên đèn nó chớp 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 cả hai bên đó. Hai bên đây nè. Dạ dạ. Bật xuống là coi như là nhé. Đúng rồi, nó đang cảnh cảnh báo. Là cá sáng đúng không? Dạ dạ. Còn cứ bên này mình tắt liền là coi như là mình tắt này. Đó con. Còn đây là xin nhan bên. Đúng rồi, xin nhan. Đây đi. À. Con cái cân bên này. Con cân dưới này nữa. Còn cái con đây là con không. Đó, cân độ mà. Phay cùng phay, số phay. À, số phay đúng rồi. Số phay bật ra sau là phay. Bật đó trước là đi mót. Ờ đúng rồi, chính xác. Tôi bật phay là phải giảm con coi như là bóp này lên. À đúng rồi, kéo con tay lên. Phải lên. Kéo lên bình thường thôi, con kéo lên mà. Nếu lên rồi thả xuống đúng không? À, bấm bấm cái kia. Đó, bấm cái kia rồi thả xuống. Thả xuống đều. Giống kiểu là đe xuống chứ. Đó bằng cơ mà nên là mình cầm mình phải là hỗ trợ hết. Mà trước khi coi như là bật phay là phải thằng đá trước rồi mới gài cầu đây. Đúng rồi. Chứ không là nó bỡ luôn số mình. Đúng rồi. Phải không? Chính xác. Rồi. Gài này vô trước mà thẻ thằng kia vô là nó chưa có rộp liền. Ừ. Bác nhớ bài chính xác thật đó chứ. Có gì thắc mắc thì cứ mở. Đây là coi như là pin nhanh pin chậm. Không. Cái đó là cái để mà hỗ trợ bên khẩn cấp lên thôi, khi anh bật lên cái là nó bên lên luôn. Thằng cái thủy lực này nó dở lên luôn. Thằng này là chậm này đúng không? Không không không, không có chậm nhanh gì ở đây cả, nó chỉ đóng với mở thôi. Đó, anh như này là anh mở là nó dở lên luôn, cái thủy lực sau này nó sẽ bên lên luôn. Đó, còn mà anh nhấn xuống thì anh hoạt động các thứ khác bình thường. Nói chung cái này mình không cần dùng, lúc mà lên xuống thì mình dùng cần này được rồi. Thằng này là khó pin này. Còn cái không, cái này vậy là mở á. Để cho mọi thứ hoạt động. Khi mình pin lên nó cũng khó, nó lại khó bật lại là khó rồi đúng không? Ờ, anh khó muốn khóa lại á, không cho nó xuống thì anh bật như này là nó không xuống được. Còn bình thường là nó như gì là mình chạy hoạt động bình thường. Dạ dạ. Dạ. Con lúc bậc nhi lúc nào mà không hiểu chỗ nào thì bác cứ vô YouTube á, bấm năm mấy cây thế là sẽ thấy được cái video này của anh em mình trao đổi này chứ. Là sẽ có cách hướng dẫn sử dụng. Bác cứ xem trên đó là sẽ biết được. Thằng này là đang chuẩn bị là coi như là nếu mình cá được để xúc bắt lọc đồ gì là phải ấy dây câu vô. Đúng rồi, cái này là kết nối nhanh nè. Khi cổng chơi thủy lực mình chỉ gắm vào đây giống cái ống hơi á. Gắm vào đây là thủy lực nó chuyên ra sau nóng cụ của mình là mình xài thôi. Mình điều khiển bằng cái cân này. Điều khiển thủy lực bằng cân này. Đó, nó có hai cổng 60 mã lực thì có hai cổng. Còn cái nút này cái này nè. Đó, bả ra như vậy bình thường ấy. Đây, cái này để như giữa này là nó mo nè. Con mà đẩy về tới này á, là nó 540. Là chậm. Dạ chậm, con kéo ra sau này là nhanh. Rồi, đỡ đó, cái này là tua sưởi. Đỡ rồi nhanh đi, đỡ. Quấn rơm thì mình dùng nên dùng tua nhanh. Còn cái này là cái thước để kiểm tra nhiệt hộp số. Cái này chăm là chăm đấy chỗ nào chấm ở đây chăm chỗ đá dạ. Chăm cũng chỗ đá luôn dạ đây cái này lúc đó mình thăm bạc xoay qua xoay lại nhổ lên cái này nó chống nước nên là nó đó, có đó, một đó, cái cổng xin cái đó được không khỏi à khỏi hả dạ đó đây là nhớ hộp số nhá bạc kiểm tra thường xuyên nhá nhớ hộp số là mình xài nhớt máy dạ nhớt bên em có cấp cho bên mình cả trong thời gian bảo hành thì cá bê thùng ở nhà nào cá bê thùng rồi dạ dạ mình khi mình dùng đòn đăng trong thời gian bảo hành thì em khuyên bác là nên dùng cái đồ chính hãng bên em sẽ đó, được đó, cái đó. Hỗ trợ cái bảo hành sau này cho mình là nó đầy đủ chứ mình còn nhớ mấy trăm như nào đây nhớ mày bác qua bên này nè đây là nhớ máy đây là vị trí nhớ máy chấm kiểm tra thước kiểm tra nhớ máy cũng đều chăm vô trong này thằng này hết. Dạ đúng rồi, đây bà có thấy cái thước đây, nó có hai vạch này. Rồi cái này biết không? Đây có hai vạch, vạch trên và dưới thì mình ở mức trên là được. Rồi. Đó. Lè chấm cũng à không, chấm thì ở trên này chứ. Đây, chấm chấm nhớt thì ở trên này. Đây. Chấm nhớt lên đó. Đó. Tại sao cho anh em biết được vị trí chấm nhớt? Chứ chấm nhớt đó con mày uống rượu, chấm rượu thì được. Ok chưa? Đó là chấm nhớt động cơ. Đó, nó còn có một cái nhớt gọi là nhớt tay lái nữa nè. Phải cứng chứ. Đây cái này là cái bầu nhớt tay lái. Bầu nhớt tay lái. Nhớt trợ lực lái nè.
nhớ trời lướt lại ở đây, đây nó có cái thước ở bên góc này nè, đây đây có cũng có hai vạch, vạch trên vạch dưới rồi. Đây cũng cứ lúc nào mà tay lái mà nó sườn á, thì mình kiểm tra xem thử nhớt nó có bị hao hụt ở đâu không thì chấm vào thì nó ok. Nhớ kiểm tra nhớt nước thường xuyên nhá. Đó là vị trí nhớt thủy nhớt tay lái. Cái này khoảng tầm 1 lít rưỡi. Cái đó là trách nhiệm của thằng tài ha. Dạ. Đó, còn cái này là mình xài nước màu xanh được không? Được, nước màu xanh là nước giải nhiệt thôi. Đấy, nó đang đó này, có sẵn cả rồi. Mọi thứ có cả rồi. Còn đây là cái lọc nhiên liệu, lọc tách nước này. Trong này nó có vách nhựa màu đỏ này, cái miếng nhựa màu đỏ này, này. Lúc nào mình để mà nó nổi lên á, nó nổi lên tức là trong này đã có nước. Đã có dơ bẩn thì mình dùng cái clay 19 á, bỏ vào đây vặn ra là xả ở dưới này đó. Cái còn, miếng còn, nhựa này nó sẽ chìm xuống. Còn lỡ mà nó hết dầu hết đồ là các còn xẻ giá chỗ nào không? À, hết dầu hả? Xe này thì nó bằng cơ nên là nó rất dễ nổ. Có cái bơm dầu ở đây. Cái bơm dầu đúng rồi. Đây, bơm dầu thì biết rồi đúng không? Đó, mở ra bơm xong ok. Còn xả gió, nguyên tắc xả gió thì mình cứ xả từ dưới này xả lên vào tới trên này, và từ đầu tiên ở xả ở đây đó, xong rồi bắt đầu tới xả ở đây, xả ở đây mấy con này là qua lọc. Đây là hai lọc nhiên liệu của nó này, lọc thô này, lọc tinh này. Lọc thô, lọc tinh nó có hai loại lọc nhá, mình nhớ lắp cho đúng nhá. Lúc bảo dưỡng thì bên em sẽ là bảo dưỡng hoặc hướng dẫn cho bác cụ thể lọc thô, lọc tinh. Còn đây là cái lọc nhớt động cơ. Nhớt động cơ, lọc nhớt động cơ nhá. Đó. Còn đây là lọc dầu. Nhiên liệu, đúng rồi, hãng nó có đến 3 lọc lần, 1, 2, 3. Rất là kỹ nên là cái nhiên liệu vào động cơ nó sẽ là đảm bảo sạch tối đa. Dạ đúng rồi. Dạ cái này trực tiếp vào đây. Mình xả gió. Dạ dạ. Rồi, được không? Còn cái lọc hộp số thì nó nằm bên kia. Cái lọc nhớt hộp số. Lọc nhớt hộp số thì nó nằm ở đây. Đây. Cái lọc nhớt hộp số. Dạ. Đó. Lọc nhớt. Dạ. Còn đây là chỗ chấm nước này, vị trí chấm nước này. Mình kiểm tra nó nằm ở khoảng giữa hai khoảng này là được. Chấm đây được không? Chấm đây cũng được nhưng mà đến vách này thôi, nó có hai vách này. Còn cái lọc gió thì mình nhớ là vệ sinh thường xuyên nha. À, cái này là cái cơ bản để bảo vệ cái bạc của mình tốt hay được lâu dài hay không thì dựa vào cái này. Anh chấm nước là anh chấm ở đây này, đừng có chấm ở đây nhá. Quá trình mình chạy mà nó nóng mà mình mở ra là nóng quá thì đừng có không mở cái này. À. Nước không hồng. Lại